Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo của chương trình hóa học lớp 9 học kỳ 2. Tức là chúng ta sẽ đi vào bài 31, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Vậy ở đây thì cái bảng tuần hoàn thì các em có thể theo dõi. Đây là chúng ta có cái bảng tuần hoàn đây. Bảng tuần hoàn này thì cô đã cắt ra từ cái trang 169 của sách giáo khoa. Đấy, các em thấy bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chưa? Ở đây thì bảng tuần hoàn này nó, các em nhìn này, nó sẽ được sắp xếp theo nhóm và chu kỳ. Đây, đây là nhóm này, thì chúng ta nhìn này, nhóm thì có 7 nhóm đúng không ạ? Nhóm 1 này, 8 nhóm, chu kỳ thì có 7 chu kỳ. Nhóm thì nhỏ từ nhóm 1 đến nhóm 8, nhóm 1, nhóm 2 này. Đây, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, đúng không ạ? Từ trái sang phải thì là số nhóm là tăng lên, đúng không ạ? Từ trên xuống dưới thì số chu kỳ tăng lên, chu kỳ thì có từ chu kỳ 1 đến chu kỳ 7. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần 1 là nguyên tắc sắp xếp của các cái nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Năm 1869, nhà bác học người Nga, đó là nhà bác học Mendeleev, đã sắp xếp khoảng 60 nguyên tố trong bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của nguyên tử khối. Tuy nhiên, cách sắp xếp này có một vài các cái trường hợp ngoại lệ. Cho đến ngày nay thì bảng tuần hoàn có hơn 100 nguyên tố và đã được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Phụ lục 1, tức là cái phụ lục mà chúng ta vừa xem đây, chính là ở trang 169 của sách giáo khoa. Các em có thể mở trang 169 ra thì chúng ta sẽ thấy được cái bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đấy. Trong cái bảng tuần hoàn này, màu xanh màu xanh lá thì là ký hiệu của kim loại, màu hồng thì là ký hiệu của phi kim, còn cái màu vàng này là ký hiệu của khí hiếm này. Đây là ký hiệu của khí hiếm. Màu hồng là của phi kim, còn lại màu xanh thì là của kim loại. Vậy đối với khi mà chúng ta nhìn vào bảng cấu tạo của bảng tuần hoàn thì chúng ta sẽ thấy cái đầu tiên các em nhìn đó là ô này. Ô cho biết số hiệu nguyên tử. Đối với một cái ô này thì nó sẽ, chúng ta sẽ biết được số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử chính là số thứ tự của ô. Đây chính là số thứ tự này. Đây, số hiệu nguyên tử này. Các em nhìn ví dụ của, người ta lấy ví dụ của magie nhá. Thì khi mà các em nhìn vào ô, một ô bất kỳ, ví dụ như ô 12. Đây các em nhìn nhá. Ô 12 là cái ô magie đây này. Đây, magie. Đúng không ạ? Có số thứ tự là 12 này, ký hiệu là Mg này, tên là magie này, khối lượng nguyên tử khối của nó là 24, phóng to ra chính là cái này. Được chưa? Đây chính là cái phóng to ra. Đấy, vậy thì phóng to ra đây, các em cũng có thể nhìn vào đây. Thì chúng ta sẽ thấy như sau này, khi mà nhìn vào một ô bất kỳ thì các em sẽ thấy số hiệu nguyên tử, tức là cái số thứ tự của ô. Cái ô này ở vị trí thứ 12, vậy số hiệu nguyên tử của nó là 12. Ký hiệu hóa học là Mg, đây là ký hiệu của nguyên tố magie. Đúng không ạ? Tên nguyên tố là nguyên tố magie và nguyên tử khối là 24. Như vậy thì trong một cái ô sẽ cho ta biết được là số hiệu này, ký hiệu hóa học này, nguyên tên nguyên tố này và nguyên tử khối. Đúng chưa? Số hiệu nguyên tử thì bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số E trong nguyên tử, tức là cái số hiệu này. Nó chính là số thứ tự luôn. Đây, số hiệu chính là số thứ tự trong bảng tuần hoàn. Và cái số thứ tự này, khi mà các em nhìn vào thì đây chính là cái điện tích hạt nhân. Như vậy, magie sẽ có điện tích là 12 cộng, đúng không ạ? Điện tích hạt nhân 12 cộng. Và vì nguyên tử thì trung hòa về điện, nhưng nên là có 12 đơn vị điện tích ở trong hạt nhân thì nó sẽ có 12E. Như vậy, cái số hiệu nguyên tử chính là số thứ tự, chính là số điện tích hạt nhân và chính là số E. Nhớ chưa nào? Đấy, số hiệu nguyên tử của magie bằng 12 cho biết này. Magie ở ô này là ô số 12. Điện tích hạt nhân là 12 cộng, đúng không ạ? Hay là số điện tích hạt nhân chính là 12. Được chưa? Cái số này chính là điện tích hạt nhân và cũng chính là số E luôn. Như vậy thì có 12E ở trong cái nguyên tử magie. Đấy, khi nhìn vào ô chúng ta biết được các cái yếu tố này. Sang tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu về chu kỳ. Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp E và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân là tăng. Vậy các em nhìn vào đây, chu kỳ đây, đúng không ạ? Chu kỳ chúng ta thấy là từ chu kỳ 1 đến chu kỳ 7. Chu kỳ 1 thì nó bao gồm nguyên tố, là đầu tiên là có hai nguyên tố thôi, là hiđro. Chu kỳ tức là cùng trong một hàng.
cùng trong một cái hàng này thì người ta nói cùng một chu kỳ. Như vậy chu kỳ 1 thì có hai nguyên tố là hydro và heli, được chưa? Đấy, hydro và heli. Chu kỳ 2 là có các nguyên tố ở đây là liti là 1 này, beri là 2 này, bo này, carbon này, nitơ này, oxy này, fluoro và neon, đúng không? Như vậy thì chu kỳ 2 ở đây là sẽ có là 8 nguyên tố, đúng chưa nào? Đấy, vậy thì chu kỳ tức là tất cả các cái nguyên tố cùng một hàng thì nó sẽ là cùng thuộc một chu kỳ, đúng không ạ? Và các cái chu kỳ này, vì sao các cái nguyên tố này lại được sắp xếp vào cùng một hàng như thế này? Vì các cái nguyên tố này có cùng số lớp E. Chúng ta đã học ở chương trình lớp 8 khi mà biểu diễn các nguyên tố hóa học thì các cái E, các cái lớp E nó sẽ được biểu diễn bởi các cái vòng tròn, đúng không ạ? Ở phía giữa là hạt nhân, đúng không? Xung quanh là các electron, đúng không ạ? Và electron thì được xếp theo các lớp, mỗi lớp thì được ký hiệu bởi một vòng tròn. Như vậy số lớp E giống nhau, tức là cái số vòng tròn ấy có cùng cái số vòng tròn chứa electron thì nó sẽ được xếp vào cùng một hàng như này, được chưa? Đấy, như vậy thì chu kỳ các nguyên tố mà các nguyên tử, chu kỳ này là dãy của các nguyên tố mà các nguyên tử có cùng số lớp E, tức là có khi mà cùng một lớp E thì nó sẽ được sắp xếp vào cùng một hàng, tức là cùng một chu kỳ. Và theo thứ tự từ trái sang phải thì điện tích hạt nhân nó sẽ tăng dần. Trong bảng tuần hoàn thì có 7 chu kỳ. Đấy, trong đó chu kỳ 1, 2, 3 thì được gọi là chu kỳ nhỏ, 4, 5, 6, 7 thì được gọi là chu kỳ lớn. Đây, các em nhìn này, chu kỳ này, ta có 7 chu kỳ. Đây nhá, chu kỳ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 chu kỳ. Trong mỗi chu kỳ thì nó sẽ bao gồm các cái nguyên tố khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như chu kỳ 3 thì có các nguyên tố là natri này, magie này, nhôm này, silic, phosphor, lưu huỳnh, clo và argon, đúng không ạ? Như vậy thì cùng một hàng như thế này thì cùng một chu kỳ. Và các nguyên tố như thế nào thì là cùng một chu kỳ. Các nguyên tố mà có cùng số lớp E thì cùng một chu kỳ. Nhá, cùng số lớp thì nó sẽ cùng chu kỳ. Còn cùng số E lớp ngoài cùng thì sẽ là cùng nhóm. Cùng thuộc một nhóm thì lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Nhá, vậy cùng chu kỳ thì nó sẽ, nhắc lại, cùng chu kỳ thì nó sẽ có cùng số lớp E. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta có là chu kỳ 1 này. Chu kỳ 1 thì nó gồm hai nguyên tố thôi, đó là hydro và heli. Có một lớp E trong nguyên tử. Điện tích hạt nhân thì nó tăng từ 1 cộng lên 2 cộng, đúng không ạ? Đây này, đây là nguyên tử hydro này, có một lớp E. Đấy, và cái E này có một E luôn, và cái E này nằm ở cái lớp E đầu tiên luôn, đúng không ạ? Thứ hai là chu kỳ 2 thì gồm các nguyên tố từ liti đến neon, đúng không? Đây, ta có chu kỳ 1 này, chu kỳ 1 nhìn này, cái dòng đầu tiên của ta ấy, hàng đầu tiên chỉ có hydro này và đây là heli thôi, còn các ô này là trống thì nó không có nguyên tố nào. Như vậy chu kỳ 1 có là sẽ có hai nguyên tố, đúng không? Đấy, chu kỳ 1 chúng ta có hai nguyên tố này. Chu kỳ 2 chúng ta là có 8 nguyên tố từ liti đến neon này. Đấy, có hai lớp E trong nguyên tử, điện tích hạt nhân tăng từ 3 cộng đến neon là 10 cộng. Đấy, như vậy thì điện tích hạt nhân tăng từ 3 này cho đến 10. Đúng không ạ? Đây. Các em nhìn vào đâu để biết điện tích hạt nhân tăng? Điện tích này, cái số thứ tự này chính là chúng ta biết được điện tích hạt nhân này. Đúng chưa? Đấy, như vậy từ trái sang phải thì điện tích hạt nhân nó sẽ tăng từ 3 này lên đến 4 này, lên đến 5, 6, 7, 8 cho đến 10, đúng chưa? Như vậy thì trong một chu kỳ này, từ trái sang phải thì điện tích hạt nhân nó sẽ tăng từ 3 cộng cho đến 10 cộng. Và điện tích hạt nhân này cũng chính là số E, đúng không ạ? Như vậy thì trong cái nguyên tử liti sẽ có 3 E và neon thì sẽ có 10 E, đúng chưa? Các cái nguyên tử thuộc chu kỳ 2 thì nó sẽ có bao nhiêu lớp E các em? Nó sẽ có hai lớp E. Số chu kỳ này, số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp E. Như vậy đây là chu kỳ 2, tức là nó sẽ có hai lớp E. Đúng không ạ? Hai lớp E.
Còn chu kỳ 3 thì nó sẽ có 3 lớp E. Được chưa? Chu kỳ 3 thì các hương nguyên tố từ natri này cho đến nguyên tố argon, đúng không ạ? Và điện tích hạt nhân tăng từ 11 cho đến 18. Đấy, nhìn vào cái số thứ tự để biết điện tích hạt nhân. Được chưa? Đấy. Sang là chúng ta cùng nghiên cứu sang đến phần nhóm này. Nhóm thì bao gồm các nguyên tử mà có cái số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Và do đó tính chất tương tự nhau được sắp xếp theo thành cột, theo kiểu tăng của điện tích hạt nhân. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy là trong cùng một chu kỳ thì số lớp E bằng nhau. Còn trong cùng một nhóm thì số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Nhá. Trong cùng một chu kỳ này. Đây, trong cùng chu kỳ này. Đây. Đấy, ví dụ chu kỳ 4 thì nó sẽ có là 4 lớp E. Nhưng mà trong cùng một nhóm thì lại số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Đấy, số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Ví dụ đây này, cùng một nhóm tức là đây, đây là nhóm 1 này. Đấy, nó để được nhóm thì sẽ được sắp xếp theo cột. Chu kỳ thì được sắp xếp theo hàng. Vậy đây là nhóm này, nhóm 1. Đây là nhóm 2 này. Chưa? Đấy. Đây là các cái kim loại chuyển tiếp. Các kim loại chuyển tiếp. Tiếp theo là đến nhóm 3 này. Để đến nhóm 4 này, tiếp tục cho đến nhóm 8. Đúng không ạ? Như vậy này, số thứ tự của nhóm thì bằng số E lớp ngoài cùng luôn. Như vậy, nhóm 1, các cái nguyên tố thuộc nhóm 1 thì có bao nhiêu E lớp ngoài cùng? Có 1 E lớp ngoài cùng thì sẽ được sắp xếp vào nhóm 1. Có 2 E lớp ngoài cùng thì được sắp xếp vào nhóm 2. Cho đến các cái này thì có 8 E lớp ngoài cùng thì được sắp xếp vào nhóm 8. Như vậy, nhóm 1 này gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh. Nguyên tử của chúng đều có 1 E lớp ngoài cùng. Điện tích hạt nhân tăng từ 3 cộng đến nguyên tố này. Đây chúng ta sẽ có cái nguyên tố đầu tiên là nguyên tố liti. Tăng từ nguyên tố 3 liti này có điện tích là ở ô số 3, vậy điện tích là 3, đúng không ạ? Đến cái nguyên tố là Ferenczi, đúng không ạ? Vậy cái Ferenczi này thì có điện tích là 87 cộng. Đây. Nhóm 7 này. Nhóm 7 gồm các cái nguyên tố phi kim. Hoạt động mạnh, nguyên tử của chúng thì đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng, đúng không ạ? Cái số nhóm này thì nó thể hiện cho số E lớp ngoài cùng. Như vậy nhóm 7 thì sẽ có 7 E lớp ngoài cùng, nhóm 1 thì có 1 E lớp ngoài cùng. Đấy, điện tích hạt nhân của nhóm 7 thì tăng từ 9 cộng cho đến đây, chúng ta nhìn vào nhóm 7 này. Nhóm 7. Điện tích này tăng từ 9 cộng này là của nguyên tố fluor này. Đúng không ạ? Cho đến cái nguyên tố là atatin, đúng không ạ? Đấy, atatin. Cái nguyên tố này có điện tích là 85 cộng. Nhìn vào số thứ tự này để chúng ta biết. Vậy sau khi nghiên cứu xong được cái phần 1 và phần 2 thì em chú ý cho cô này. Khi các em nhìn vào một ô bất kỳ, ví dụ người ta lấy là ví dụ ô là ô 12, ô 12 này là ô magie. Thế bây giờ cô không lấy ô 12 nữa, ví dụ cô lấy cái ô là ô 40 đi. Ô 20 đi. Đây, ví dụ cô lấy ô 20. Cái ô 20 này các em nhìn thấy số thứ tự của nó là 20. Số thứ tự đây nó chính là số gì? Đây, số thứ tự này. Số thứ tự này người ta sẽ nhìn vào đây thì em thấy là đây chính là số hiệu, đúng không ạ? Số hiệu của nó là 20, chính là số thứ tự. Và khi mà chúng ta nhìn vào số hiệu này thì đây cũng chính là điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân của nó sẽ có điện tích là 20 cộng. Và cái này thì chúng ta sẽ biết là có 20 E, đúng không ạ? Số hiệu chính bằng số điện tích luôn, chính bằng số thứ tự và bằng số E. Nhìn vào đây chúng ta sẽ biết được ký hiệu của cái nguyên tố này là Ca. Và nguyên tố này là nguyên tố canxi, có nguyên tử khối là 40. Thứ hai là chúng ta thấy trong cái bảng hệ thống tuần hoàn này thì nó sẽ được sắp xếp theo chu kỳ và sắp xếp theo nhóm, đúng không ạ? Chu kỳ, đây có 7 chu kỳ, từ chu kỳ 1 đến chu kỳ 7. Các nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ thì nó sẽ cùng thuộc một hàng. Ví dụ như chu kỳ 6 đây thì nó sẽ bao gồm các nguyên tố cùng một cái thuộc hàng như này. Trong một cùng một chu kỳ thì như thế nào, thì các nguyên tố như thế nào thì được xếp vào cùng một chu kỳ? Có số E, có số lớp E bằng nhau. Đấy, có cùng số lớp E thì được xếp vào cùng một chu kỳ. Theo thứ tự từ trái sang phải thì điện tích hạt nhân nó sẽ tăng, đúng không ạ? Số thứ tự tăng thì điện tích hạt nhân tăng, đúng chưa? Còn sắp xếp theo cùng một nhóm thì ở đây sẽ là có 8 nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 8. Đây là nhóm 1 này,
nhóm 2 này. Các nguyên tố chuyển tiếp thì không được sắp xếp vào nhóm, đến nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 cho đến nhóm 8, đúng không ạ? Trong cùng một nhóm, các nguyên tố như nào thì được sắp xếp vào cùng một nhóm? Đó là các nguyên tố là có cùng số e lớp ngoài cùng, có số e lớp ngoài cùng giống nhau thì sẽ được sắp xếp vào cùng một nhóm. Và cái số thứ tự nhóm này, số thứ tự nhóm chính là số e lớp ngoài cùng. Như vậy đây nhóm 1 tức là các nguyên tố này có 1 e lớp ngoài cùng, nhóm 2 tức là các cái nguyên tố này có 2 e lớp ngoài cùng, các cái nguyên tố thuộc nhóm 3 tức là có 3 e lớp ngoài cùng. Và tương tự các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm 8 thì có 8 e lớp ngoài cùng. Được chưa? Còn chu kỳ, số thứ tự chu kỳ tức là người ta thể hiện luôn là số lớp e. Ví dụ như thuộc chu kỳ 7 tức là có 7 lớp e, thuộc chu kỳ 6 tức là 6 lớp e. Đấy, thuộc chu kỳ 5 thì có 5 lớp e. Sang phần 3. Phần 3 ở đây là sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ này, khi đi từ đầu tới cuối chu kỳ theo tiểu tăng của điện tích hạt nhân, tức là trong cùng một cái hàng đấy, cùng một chu kỳ tức là cùng một hàng hoặc là cùng một dòng, đúng không ạ? Đấy, số e lớp ngoài cùng của các cái nguyên tử tăng từ 1 đến 8. Tính kim loại của cái nguyên tố sẽ giảm dần, đồng thời tính phi kim của nguyên tố tăng dần. Đầu chu kỳ là một kim loại kiềm, cuối chu kỳ là một halogen, kết thúc chu kỳ là khí hiếm. Đây, ví dụ, chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy người ta lấy ví dụ là một cái chu kỳ 2. Chu kỳ tức là cùng thuộc cái dòng thứ hai. Dòng thứ hai là tất cả các cái nguyên tố này đều có 2 lớp e. Đều có 2 lớp e. Số e lớp ngoài cùng thì cái nguyên tố liti này, cái đem nhìn nhá, liti này thì nó thuộc nhóm 1 này. Bari thuộc nhóm 2 này, bo thuộc nhóm 3 này, cuối cùng là neon thuộc nhóm 8, đúng không ạ? Như vậy thì thuộc nhóm 1 tức là có một lượng e lớp ngoài cùng. Như vậy từ theo thứ tự là từ trái sang phải. Từ trái sang phải thì các em thấy là đầu điện tích hạt nhân của nó sẽ tăng dần, đúng không ạ? Tăng từ 3 này cho đến 10. Đúng không ạ? Số e lớp ngoài cùng thì cái đầu tiên là thuộc cái nhóm 1. Như vậy số e lớp ngoài cùng của liti sẽ là 1 e, đúng không ạ? Cái này nó thuộc nhóm 2 này, thuộc chu kỳ 2. Đây là cùng thuộc chu kỳ 2 nhưng mà cái này gióng lên thì nó lại là nhóm 1. Đây này. Đây nhá. Cái này đây cùng thuộc chu kỳ 2 này. Đây các nguyên tố này cùng thuộc chu kỳ 2. Nhưng mà cái này gióng lên là thuộc nhóm 1. Như vậy liti có 1 e này, lúc ngoài cùng này, beri sẽ có 2 e lúc ngoài cùng này, bo sẽ có 3 e này. Đấy, thuộc nhóm nào thì nó sẽ có cái lớp e, số e lớp ngoài cùng là bằng cái số thứ tự của nhóm, đúng không ạ? Vậy cái này nó có 8 e lớp ngoài cùng, đúng chưa? Như vậy số lớp e của các cái nguyên tố tăng dần từ 1 đến 8, đúng không ạ? Đây là số lớp e ngoài, hoặc là số e lớp ngoài cùng sẽ tăng từ 1 đến 8. Và đồng thời như vậy thì tính kim loại nó sẽ giảm dần, tính phi kim tăng. Thì các em nhớ để chúng ta nhớ những cái tính chất này để chúng ta sẽ áp dụng vào chúng ta làm bài tập đấy. Giờ ở trong chu kỳ 2 này, chu kỳ 2 có 8 nguyên tố như này, số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố ở trong chu kỳ 2 tăng dần từ 1 đến 8. Liti thì có 1 e lớp ngoài cùng này, beri thì có 2 e này, đây bo là 3 này, carbon là 4. Kem gióng lên thì nó thuộc nhóm 4 thì nó sẽ có 4 e lớp ngoài cùng. Cuối cùng là neon gióng lên thì nó thuộc nhóm 8, như vậy có 8 e lớp ngoài cùng. Tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần, từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân trong cùng một chu kỳ. Trong cùng một chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Đầu chu kỳ là một cái kim loại mạnh, cuối chu kỳ là một phi kim mạnh, và kết thúc chính là một cái khí hiếm, đó là khí neon. Ở chu kỳ 3 đây nó thuộc cái dòng thứ 3. Đây là sẽ là nhóm, cái này thuộc nhóm 1 này, gióng lên thì em thấy cái này nó sẽ thuộc nhóm 1, cái này gióng lên thì thuộc nhóm 2, cho đến cái này là thuộc nhóm 8. Như vậy, số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong chu kỳ 3 nó sẽ tăng dần. Đây, từ 1, 1 này nó thuộc nhóm 1, natri ở nhóm 1 thì nó sẽ có 1 e lớp ngoài cùng. Đúng không nào? Đấy, ở nhóm nào thì nó sẽ có e lớp ngoài cùng là bằng số thứ tự của nhóm. Đến argon là thuộc nhóm 8 bởi vì là có 8 e lớp ngoài cùng thế này. Đúng không? Tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng. Tức là trong cùng một chu kỳ theo tiểu tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Đầu chu kỳ là một kim loại mạnh là natri, cuối chu kỳ là một cái phi kim mạnh là clo, kết thúc là khí hiếm argon. Nhớ nhá. Như vậy này, trong cùng một chu kỳ tức là trong cùng một dòng theo thứ tự từ trái sang phải, tức là theo thứ tự tăng của điện tích hạt nhân, thì
tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Để áp dụng lát nữa nhớ để áp dụng để làm bài tập nhá. À, cùng một chu kỳ tức là cùng cái gì, cùng chu kỳ tức là cùng số lớp E, cùng nhóm tức là cùng E lớp ngoài cùng, trong cùng một chu kỳ theo thứ tự tăng một điện tích hạt nhân, kim loại giảm, phi kim tăng. Trong cùng một nhóm, trong cùng một nhóm tức là trong cùng một cột, đúng không ạ? Cùng một cột thì nó sẽ cùng một nhóm. À, đi từ trên xuống dưới, khi đi từ trên xuống dưới tức là điện tích hạt nhân nó sẽ tăng, thì số lớp E của nguyên tử nó sẽ tăng dần, tính phi kim của nguyên tố, tính kim loại của nguyên tố sẽ tăng dần, đồng thời tính phi kim sẽ giảm. Như vậy đối với cái nhóm này thì nó sẽ ngược với chu kỳ, đúng không ạ? Quan sát nhóm 1 và nhóm 7 thì ta thấy này, nhóm 1 đây, chúng ta có nhóm 1 đây, cùng một nhóm tức là cùng một cái cột. Nhóm 1 tức là đây, em nhìn này, đây là nhóm 1 trong bảng tuần hoàn, đúng không ạ? Đây nhóm này, này nhóm 1 đây, đúng chưa? Như vậy thì tính số E, số lớp E nó sẽ tăng dần, đúng không ạ? Đây này, nhóm 1 này có liti này, liti này, natri này, kali này, rubidi này, cesi này và ferenci, đúng không ạ? Như vậy thì theo thứ tự, đây là thứ tự tăng của điện tích hạt nhân. Theo thứ tự tăng của điện tích hạt nhân thì số lớp E nó sẽ tăng dần lên. Đây là sẽ có 2 lớp E này, cái này có 3 lớp E. Số lớp E chính là số thứ tự của chu kỳ này. Đây có 4 lớp E này. Đây, có cùng một E lớp ngoài cùng nhưng mà số lớp E nó lại khác nhau, đúng không ạ? Cái nguyên tố cuối cùng này là sẽ có 7 lớp E và số E lớp ngoài cùng là 1, đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta thấy này, số E lớp đây này, số lớp E nó sẽ tăng dần từ 2 cho đến 7 lớp E. Số E lớp ngoài cùng cùng là bằng 1 thôi, nhưng mà số lớp E nó sẽ khác nhau từ bên trên xuống phía dưới, hoặc là theo tiểu tăng điện tích hạt nhân thì số lớp E nó cũng tăng dần lên. Tính phi kim trong trường hợp này là phi kim là nó sẽ tăng dần, đúng không ạ? Tính kim loại nó sẽ tăng dần, còn tính phi kim nó sẽ giảm dần, đúng chưa? Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần này, đầu nhóm là liti, một kim loại hóa học mạnh, đến cuối nhóm là ferenci, thì là kim loại, cũng là một cái kim loại hoạt động rất là mạnh, đúng không ạ? Như vậy trong cái nhóm 1 này, trong nhóm 1 thì tính kim loại của nó sẽ tăng dần lên. Đối với nhóm 7 này, nhóm 7 có 5 nguyên tố, đó là fluor, clor, brom, iốt và astatin, thì ở đây số lớp E nó cũng sẽ tăng dần từ 1 cho đến 6. Số E lớp ngoài cùng nó thuộc nhóm 7 nên là số E lớp ngoài cùng giống nhau, đều là 7E. Còn vì nó các cái nguyên tố này cùng thuộc một cột nhưng mà các cái dòng khác nhau nên là số lớp E nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Tăng từ 2 đến 6 này. Trong cái nhóm 7 này thì tính phi kim giảm. Đầu nhóm là fluor này. Fluor là một cái phi kim hoạt động rất mạnh. Cuối nhóm là một cái phi kim nó hoạt động yếu hơn, đúng không ạ? Đây là iốt này. Và cuối cùng thì chúng ta có cái nguyên tố là astatin. Vậy astatin là nguyên tố không có trong tự nhiên nên cái nguyên tố này thì ít được nghiên cứu. Như vậy viết thì nó rất là rắc rối như thế, nhưng mà nói tóm lại các em nhớ này, trong cùng một chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Trong cùng một nhóm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. Sang phần 5 là ý nghĩa của bảng nguyên tố hóa học. Biết được vị trí của nguyên tố, ta có thể suy đoán được cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố. Thí dụ, chúng ta biết được cái nguyên tố A có số hiệu nguyên tử bằng 17, chu kỳ bằng 3, thuộc nhóm 7. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử này, tính chất của nguyên tố A và so sánh với các nguyên tố lân cận. Vậy, ta sẽ có như sau đây này. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử bằng 17, các em tra nhá, tra bảng này. Số hiệu nguyên tử 17, đây, số 17 đây, đây chính là nguyên tố A. Nên điện tích hạt nhân của cái nguyên tố A này sẽ có điện tích là bằng 17 cộng và nó sẽ có 17 electron, đúng không nào? Đấy, nguyên tố A ở chu kỳ 3, thuộc chu kỳ 3 là nhóm 7, nên chu kỳ 3 thì nó sẽ có 3 lớp E, số chu kỳ thì bằng số lớp E, đúng không ạ?
Nhóm 7 tức là nó sẽ có 7E ở lớp này cùng. Đúng chưa? Nguyên tố A ở chu kỳ 3 nên ở cuối của chu kỳ 3. Đây, số 17 này ở cuối của chu kỳ 3. Đúng không ạ? Cuối của chu kỳ, cuối của chu kỳ nên là nó là một cái phi kim hoạt động mạnh. Tính phi kim của clo mạnh hơn cái nguyên tố đứng trước trong cùng một hàng nhá, trong cùng cái chu kỳ 3 này. Đây, trong cùng chu kỳ 3 thì trong cùng một hàng thì tính kim loại nó sẽ giảm, tính phi kim tăng. Như vậy nguyên tố đứng sau nó sẽ mạnh hơn nguyên tố đứng trước, đúng không ạ? Như vậy tính phi kim của clo nó sẽ mạnh hơn so với của lưu huỳnh. Đúng chưa? Này, clo nó sẽ mạnh hơn nguyên tố đứng trước là có số hiệu là 16 là lưu huỳnh. Nguyên tố A ở đầu của nhóm 7 nên là tính phi đây. Đây, clo này. Nhóm 7 đúng không ạ? Nhóm 7 thì cái này thì nó đứng sau clo, đúng không ạ? Sau clo và đứng trước brom, đúng không? Như vậy trong cùng một nhóm, trong cùng một nhóm thì tính phi kim nó sẽ giảm. Đây, trong nhóm 7 thì tính phi kim giảm. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm. Như vậy thì nguyên tố A này nó sẽ yếu hơn nguyên tố đứng trên. Đây, từ trên xuống dưới nó giảm. Như vậy thì clo nó sẽ yếu hơn so với phlo và nó sẽ mạnh hơn so với brom và iốt. Đúng chưa? Đấy. Biết được vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ta có thể suy đoán được cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố, so sánh kim loại hay phi kim của nguyên tố này với những nguyên tố lân cận. Biết cấu tạo nguyên tử, ta có thể suy đoán vị trí này, tính chất này. Thí dụ nguyên tố X này có điện tích hạt nhân là 16 cộng, có 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 6E. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó. Như vậy này, nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16 cộng. Như vậy thì 16 cộng thì nó sẽ ở ô thứ 16, đúng không ạ? Đây này, cái số điện tích hạt nhân thì nó sẽ cho biết được số thứ tự của ô. Như vậy nó sẽ ở thuộc ô thứ 16. Có 3 lớp E thì nó sẽ thuộc chu kỳ 3, đúng không ạ? Và có 6 lớp E, 6E ở lớp ngoài cùng, như vậy nó sẽ thuộc nhóm 6, đúng không ạ? Như vậy nó là một cái nguyên tố phi kim đứng gần cuối chu kỳ 3 và gần đầu và gần đầu của nhóm 6. Biết được cấu tạo của nguyên tố thì chúng ta sẽ suy đoán được cái tính chất, đúng không ạ? Thì cứ khi mà các em nhìn vào đây thì khi mà người ta cho điện tích hạt nhân thì các em sẽ biết được cái số thứ tự này chính là số ô. Biết được số lớp E thì biết được số chu kỳ, E lớp ngoài cùng thì chúng ta biết được số nhóm và sau đấy chúng ta sẽ suy ra. Như vậy đối với cái bài này, phần kiến thức thì đọc qua thì các em thấy nó nhiều khi nó mông lung, nhưng mà tóm lại này, tóm lại thì khi mà có một cái ô nguyên tố thì các em sẽ biết được gì? Số hiệu này, biết được ký hiệu hóa học này, biết được tên nguyên tố này, biết được nguyên tử khối này, chu kỳ tức là chu kỳ tức là các cái nguyên tử mà có cùng số lớp E, cùng số lớp E. Đây là những cái các em cần phải nhớ, được chưa? Nhóm là những cái nguyên tố mà nó có cùng số E lớp ngoài cùng, đúng không ạ? Có số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Đấy, theo thứ tự tăng của điện tích hạt nhân từ trái sang phải, trong một chu kỳ thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Còn trong một nhóm thì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính phi kim tăng, tính kim loại giảm. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. Đấy, nó sẽ ngược lại với trong cùng một chu kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần bài tập. Bài tập đầu tiên là dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử này, tính chất kim loại này, phi kim của nguyên tố có số hiệu nguyên tử là bằng 7 này, 12 và 16. Nhìn vào chúng ta sẽ thấy cái số hiệu bằng 7, 7 đây. Đây. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta giả sử nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 7. Số hiệu nguyên tử bằng 7 thì suy ra A nó sẽ thuộc ô thứ 7 trong bảng tuần hoàn, đúng không ạ? Và thuộc ô thứ 7 thì nó sẽ có điện tích hạt nhân là 7 cộng và nó sẽ có 7 electron. Dựa vào bảng tuần hoàn thì chúng ta sẽ thấy là đây, cái vị trí này thì nó thuộc chu kỳ mấy? Thuộc chu kỳ 2,
gióng sang này, ô số 7 gióng sang thì nó sẽ thuộc chu kỳ 2. Được chưa? A thuộc chu kỳ 2. Tức là A nó sẽ có hai lớp E. Và gióng lên thì nó sẽ thuộc nhóm 5, tức là cái A này nó sẽ có 5 E ở cái lớp ngoài cùng. Và cái nguyên tố A này được ký hiệu bằng màu hồng thì nguyên tố A này chính là nguyên tố phi kim. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có như sau. Giả sử nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 7. Vậy thì các em sẽ suy ra được là A thuộc ô số 7 trong bảng tuần hoàn. Đấy, nó sẽ thuộc ô số 7 trong bảng tuần hoàn. Và thuộc ô số 7 thì nó sẽ có điện tích hạt nhân là 7 cộng. Và nó sẽ có 7 electron. Đấy, A có 7 E. Tiếp theo là các em dựa vào bảng tuần hoàn thì ta thấy A thuộc chu kỳ 2. Gióng sang thì mình thấy là nó thuộc cái chu kỳ 2. Số chu kỳ thì nó thể hiện cho số lớp E, như vậy suy ra là A có hai lớp E. Được chưa? Và gióng lên thì chúng ta thấy là A thuộc nhóm 5. Thuộc nhóm 5 mà số nhóm này thì nó thể hiện cho số E lớp ngoài cùng, suy ra là A có 5 E lớp ngoài cùng. Và A ở đây có màu tím đúng không ạ? Và A là nguyên tố phi kim. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được cái nguyên tố có số hiệu là bằng 7. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái nguyên tố có số hiệu là 12. Đây, 12 và 16. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta giả sử nguyên tố B. Nguyên tố B có số hiệu nguyên tử là 12. Thì em sẽ suy ra là B sẽ thuộc ô số 12 trong bảng tuần hoàn. Được chưa? Thuộc
Ô số 12 thì nó sẽ có điện tích hạt nhân sẽ là 12 cộng. Số hiệu này nó thể hiện cho số ô, thể hiện cho số điện tích hạt nhân, thể hiện cho số e, đúng không ạ? Và A này có 12E. À, B có 12E, đây là nguyên tố B đúng không ạ? Có 12E. Dựa vào bảng tuần hoàn. Các em nhìn cho cô vào bảng tuần hoàn. Ở vị trí số 12. 12 là nguyên tố magie. Magie các em gióng sang thì chúng ta thấy dựa vào bảng tuần hoàn thì ta thấy nguyên tố B này thuộc nhóm mấy? À, thuộc chu kỳ mấy đây? Thuộc chu kỳ 3. Đúng không ạ? Thuộc chu kỳ 3 như vậy thì nó sẽ có 3 lớp E. Gióng lên thuộc nhóm 2 như vậy sẽ có 2 E lớp ngoài cùng. Và cái nguyên tố này màu xanh đó là nguyên tố kim loại. Đúng chưa? Đấy, dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy là B thuộc chu kỳ 2. B thuộc chu kỳ 3 chứ, đúng không ạ? 13 thuộc chu kỳ 3, 12 gióng sang thuộc chu kỳ 3. Thuộc chu kỳ 3 thì suy ra là nó sẽ có 3 lớp E, đúng không ạ? Và B này thuộc nhóm 2. Thuộc nhóm 2. Suy ra là B nó sẽ có 2E lớp ngoài cùng. Và B này có màu xanh đúng không ạ? Thì B này là nguyên tố kim loại. B là nguyên tố kim loại. Đấy, tiếp theo là chúng ta làm tương tự cho cái số hiệu nguyên tử là bằng 16 đúng không? Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nhé. Thì giả sử nguyên tố C có số hiệu nguyên tử là 16. Số hiệu nguyên tử thì nó thể hiện cho số ô, số điện tích hạt nhân và số e đúng không ạ? Như vậy C nó sẽ thuộc ô cái ô số 16 trong bảng tuần hoàn. Thuộc ô số 16 trong bảng tuần hoàn và nó có điện tích hạt nhân là 16 cộng. Và có 16E electron. Vậy các em nhìn vào cái ô số 16 này. Ô 16, đây là lưu hình, các em gióng sang. Gióng sang thì nó thuộc chu kỳ 3, đúng không ạ? Vậy thì gióng sang thuộc chu kỳ 3 thì cái nguyên tố C này nó sẽ có 3 lớp E. 16 gióng lên thuộc nhóm 6, như vậy nó sẽ có 6 E lớp ngoài cùng, đúng không ạ? Và cái nguyên tố lưu hình này có màu tím, nó là thuộc nguyên tố phi kim. Tiếp theo là dựa vào bảng tuần hoàn. Dựa vào bảng tuần hoàn thì ta thấy C thuộc chu kỳ 3.
từ chu kỳ 3 nên là sẽ có 3 lớp E. Thứ hai là xe thuộc nhóm 6. Thuộc nhóm 6 thì sẽ suy ra là có 6 E lớp ngoài cùng. Và ở đây chúng ta thấy cái ở ô số 16 là màu tím, vậy thì C là nguyên tố phi kim. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên là bài tập số 1. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút nha các em. Bài tập số 2, biết X có cấu tạo nguyên tử như sau, điện tích hạt nhân là 11 cộng, 3 E, có 3 lớp E, đúng không ạ? Lớp E ngoài cùng thì có 1 E, hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó. Như vậy thì điện tích hạt nhân là bằng 11 cộng, nên suy ra là số thứ tự của nguyên tố X chính là 11, tức là nó sẽ ở ô số 11. Đúng chưa? Có 3 lớp E, tức là nó thuộc cái chu kỳ 3. Có 1 E lớp ngoài cùng thì nó sẽ có 1 E lớp ngoài cùng thì nó sẽ thuộc là nhóm 1, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng hệ thống tuần hoàn này. Ở ô số 11 này. Ô số 11 này này, có 3 lớp E này, chu kỳ 1. Như vậy thì cái nguyên tố này đúng không chưa? Đây vị trí này, ô số 11 này. Điện tích là 11 cộng, vậy thì suy ra là ở ô số 11, đúng không ạ? Đấy, có 3 lớp E thì thuộc chu kỳ 3, có 1 E lớp ngoài cùng thì thuộc nhóm 1. Đúng chưa? Như vậy thì đây chính là nguyên tố X, chính là nguyên tố natri. Nguyên tố natri này thì nó sẽ có ký hiệu là Na, đúng không ạ? Và nguyên tử khối ở đây sẽ là 23. Cái này thì nó đứng đầu của chu kỳ 3. Đứng đầu của chu kỳ này, đúng không? Nên đây lại sẽ là một kim loại mạnh. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có bài tập số 2 như sau. Điện tích hạt nhân X có điện tích hạt nhân là 11 cộng, nên cái số thứ tự của X trong bảng tuần hoàn sẽ là 11, tức là X là ô số 11, đúng không ạ? Đây sẽ là cái ô số 11 đấy, có 3 lớp E. Suy ra X thuộc chu kỳ 3. Có 1 E lớp ngoài cùng. Có 1 E lớp ngoài cùng. Suy ra là X này nó sẽ thuộc nhóm 1. Vậy thì X ở đây chính là natri. Có ký hiệu là Na. Và có nguyên tử khối bằng 23. X đứng đầu của chu kỳ 3 nên là natri là một kim loại mạnh.
Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được phần lý thuyết và đi được hai bài tập đầu tiên là bài tập số 1 và bài tập số 2 ở trong sách giáo khoa của bài 31 là bài sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các em hãy về làm tiếp cho cô các cái bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt các bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.